Minh Vương, đội đã thi đấu hết sức chỉ là tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra tiếc nuối trước thất bại của đội nhà. Song theo anh, đây là hệ quả của việc các đồng đội đã phải thi đấu quá nhiều trước đó. Pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc. Từ điểm đá phạt trước khu vực cấm địa, tiền vệ Minh Vương thực hiện pha sút phạt ghi bàn đẹp mắt. Qua đó rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Olympic Việt Nam ở phút 70. Minh Vương, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Việt Nam, chia sẻ: "Đây là một trận đấu khó khăn. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh và chúng ta đã thi đấu hết sức. Các đồng đội của em đã thi đấu quá nhiều nên không có được trạng thái thể lực sung mãn nhất." Son Heung-min là cầu thủ tầm cỡ thế giới, trong khi đó Quang Hải rất thông minh và có tầm ảnh hưởng lớn tới Olympic Việt Nam. Về những tình huống đá phạt, ai tự tin thì người đó sút thôi, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói thêm. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, khi ông bước vào phòng thay đồ sau hiệp 1, các cầu thủ trông có vẻ rất căng thẳng và không còn đủ tỉnh táo để chơi. Sang hiệp 2, Olympic Việt Nam đã đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ do Son Heung-min bên phía đội bạn di chuyển từ cánh vào trung lộ. "Tôi đã cử Đình Trọng theo kèm tiền đạo này. Mặc dù Olympic Việt Nam thua trận, các cầu thủ đã làm hết sức. Nhiều cầu thủ của chúng tôi đã kiệt sức ở trận đấu trước đó vì chiến lược gia người Hàn Quốc," nói thêm. Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ đội bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi là huấn luyện viên của Olympic Việt Nam nên không dám đánh giá về đội bạn. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Kim Han-bum. Một lần nữa, tôi không thể đánh giá đội bạn vì tôi không phải là huấn luyện viên của Olympic Hàn Quốc. Chúng tôi tiếp cận trận đấu một cách cẩn thận, đội hình thi đấu đã được cố vấn bởi các trợ lý. Các quyết định được đưa ra dựa vào tình trạng của cầu thủ và đối thủ. Tôi chọn cầu thủ hay nhất cho trận đấu, đó là chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thêm vào đó, nó phù hợp với sơ đồ chiến thuật, không phải Văn Quyết là đội trưởng nên mặc định được là đá chính," ông chia sẻ. Báo Hàn Quốc chỉ ra điểm đáng sợ nhất của U23 Việt Nam, không phải Văn Toàn, Quang Hải hay Công Phượng. Người Hàn Quốc lo ngại một thứ khác của U23 Việt Nam. Hầu hết những ngôi sao tấn công của U23 Việt Nam đều đã nổ súng tại ASEAN 2018. Tuy nhiên, điểm tựa cho thành tích lọt vào bán kết vẫn là hàng thủ vững chắc khi chưa để lọt lưới bàn nào. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam thường nhập cuộc với sơ đồ 3 trung vệ. Cách chơi này giúp hàng thủ bọc lót tốt cho nhau, tận dụng lợi thế số đông để giảm thiểu thiệt về mặt thể hình. Trước trận bán kết ASEAN 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, tờ báo đã có những phân tích về hàng thủ U23 Việt Nam. U23 Việt Nam không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Tại các vòng loại trực tiếp, họ lần lượt vượt qua Bahrain rồi Syria với cùng tỷ số 1-0. Rõ ràng hàng thủ vững chắc là điểm đáng chú ý nhất của họ. Người trứng giữ khung thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng, một trong các thủ thành xuất sắc nhất Việt Nam. Phía bên trên, Đình Trọng chơi ở trung tâm hàng thủ 3 người. Trung vệ này không có chiều cao quá tốt, nhưng kỹ năng phòng ngự của anh rất đáng lưu tâm. Bên cạnh Đình Trọng có Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh là người có chiều cao tốt nhất hàng phòng thủ U23 Việt Nam. Trung vệ này từng trải qua rất nhiều các cấp độ đội tuyển trẻ. Năm 2015, anh còn được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại Villarreal. Có kinh nghiệm ở hàng tiền vệ nên Duy Mạnh triển khai bóng cũng rất tốt. Trung vệ còn lại là Bùi Tiến Dũng, trùng tên với thủ môn. Tiến Dũng là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình U23 Việt Nam, có hơn 50 trận đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển. Chỉ cao 1m76, song anh luôn khiến đối thủ gặp khó bởi sự máu lửa và khôn khéo. Tuy nhiên, hàng thủ U23 Việt Nam cũng có điểm yếu là các tình huống phạm lỗi. Nếu U23 Hàn Quốc tận dụng được các quả phạt ở gần khung thành, bàn thắng sẽ đến. Các cầu thủ Việt Nam cũng đã bị bào mòn đáng kể về mặt thể lực sau trận đấu với Syria và sẽ không có Đoàn Văn Hậu vì bị treo giò. Từ ngày có vợ, Trấn Thành bỗng nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trẻ. Các cô gái tham gia show truyền hình do nam MC dẫn hầu như chỉ có mỗi một yêu cầu đơn giản, giống anh Trấn Thành là được. Trấn Thành đang dẫn show Mai Mối Đại Chiến Cán Rễ cùng người đồng nghiệp Lâm Vĩ Dạ. Điều đặc biệt, từ ngày có vợ, ông xã Harry Won bỗng nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trẻ. Rất nhiều cô nàng xinh xắn khi tham gia show đã bày tỏ mong muốn chỉ cần người chồng giống Trấn Thành là được. Trong chương trình, một cô gái đáng yêu đã nói: "Tiêu chí của em đến với chương trình là tìm được người khôi ngô tuấn tú như anh Trấn Thành, có công việc ổn định, thành đạt như anh Trấn Thành và yêu thương vợ như anh Trấn Thành. Mọi thứ cô gái này mong muốn ở chồng tương lai đều như anh Trấn Thành." Nam MC không khỏi điêu đứng rụng tim trước lời khen ngọt ngào.
Một cô gái khác lại bày tỏ, em mong tìm được một chàng trai thông minh, hài hước, tinh tế như anh Trấn Thành. Chưa hết, cô nàng tiếp theo lại nói, em mong chồng tương lai làm sao được một chút thôi, 1/3 của anh là em thấy ok lắm rồi. Không chỉ một mà nhiều cô gái đều lấy Trấn Thành ra làm hình mẫu. Thậm chí đến cả một chàng trai trong chương trình cũng coi Trấn Thành là tấm gương cho mình. Khi được mẹ vợ tương lai hỏi công việc bận rộn như vậy, thì có dành thời gian cho con gái mình không? Chàng trai trả lời rành mạch, chắc chắn là có à, và một tấm gương tiêu biểu, đang ngồi cạnh con đây à, Trấn Thành bất ngờ. Trấn Thành được coi là tấm gương tiêu biểu trong việc dành thời gian cho vợ, khiến cả đứng mày râu cũng để phục học hỏi. Những câu nói ấy đã khiến anh được dịp nở mũi và đồng thời cảm thấy khá là áp lực. Lâm Vĩ Dạ thì bày tỏ, vô chương trình đại chiến cán rễ, ông Trấn Thành có giá dữ vậy ta, kiểu như anh Thành là hình mẫu lý tưởng của cô gái kiếm chồng hay sao đó. Câu nói của Lâm Vĩ Dạ khiến cả khán phòng cười lớn, còn Trấn Thành thì cảm thấy áp lực. MC danh hài Trấn Thành kết hôn cùng nữ ca sĩ Hàn Quốc Việt Hari Won đã được gần 2 năm. Mặc dù hay trêu đùa nhau nhí nhố, nhưng tình cảm ngọt ngào của cặp đôi ngày càng khiến fan hâm mộ thích thú. Đặc biệt Trấn Thành còn rất thương vợ, lo cho sức khỏe của cô khi Hari Won từng bị ung thư cổ tử cung. Bùi Tiến Dũng, Son Heung-min, hai ngôi sao U23 nhiều duyên phận với các mỹ nhân showbiz. Không chỉ là ngôi sao sáng của đội tuyển, cả Bùi Tiến Dũng và Son Heung-min đều rất có duyên với các mỹ nhân trong showbiz. Vừa qua ngày 27 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc khi giành chiến thắng 1-0 trước Syria, lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết của đấu trường ASEAN. Sau kỳ tích này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết vào ngày 29 tháng 8 hôm nay. Với màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu vừa qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lá chắn thép trước khung thành tuyển Việt Nam. Và đối thủ nguy hiểm nhất trong trận đấu sắp tới mà Bùi Tiến Dũng phải dè chừng đó chính là tiền đạo Son Heung-min, cầu thủ đang khoác áo Tom Hanks. Có một điểm trùng hợp thú vị là cả Bùi Tiến Dũng và Son Heung-min đều là những ngôi sao sáng giá nhất trong đội tuyển. Không những thế, họ còn sở hữu ngoại hình điển trai và đặc biệt là rất có duyên với các mỹ nhân trong showbiz. Sở hữu tài bắt bóng thần sầu cùng gương mặt điển trai ngoại hình nam tính, Bùi Tiến Dũng khiến nhiều cô gái say như điếu đổ, trong đó hàng loạt mỹ nhân Việt như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh, Minh Tú cũng công khai thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho anh. Khi Bùi Tiến Dũng và các đồng đội liên tiếp lập kỳ tích tại giải U23 châu Á, tổ chức tại Thường Châu, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã công khai thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho chàng thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Cả hai còn khiến cư dân mạng xôn xao khi thả thính nhau trên mạng cá nhân. Sau đó, Đỗ Mỹ Linh đã sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Khi trở về, cô đã có dịp hội ngộ Bùi Tiến Dũng và được anh ký tặng ngay tại sân bay. Tuy nhiên, khi nói về mối quan hệ này, cả Bùi Tiến Dũng và Mỹ Linh đều khá e dè vì không muốn trở thành tâm điểm của dư luận. Sau này, thỉnh thoảng họ có gặp nhau trong một vài sự kiện, nhưng chỉ trò chuyện xã giao và luôn giữ khoảng cách nhất định. Angela Phương Trinh cũng là mỹ nhân từng công khai bày tỏ tình cảm dành cho Bùi Tiến Dũng trên trang cá nhân. Cặp đôi bị nghi ngờ có mối quan hệ thân thiết khi một đoạn tin nhắn trò chuyện giữa cả hai được đăng tải. Tuy nhiên sau đó Angela Phương Trinh đã phải lên tiếng giải thích rằng cô chỉ yêu mến Bùi Tiến Dũng theo cách của những người hâm mộ bình thường. Trong số những người đẹp yêu mến chàng thủ thành tài hoa, Minh Tú là chân dài, đầu tiên được Bùi Tiến Dũng follow. Nữ siêu mẫu cũng từng thể hiện tình cảm với Bùi Tiến Dũng bằng những dòng status ngọt ngào. Tuy nhiên đây chỉ là phản ứng nhất thời của người đẹp khi chứng kiến sự tỏa sáng về tài năng trên sân cỏ. Sau khi gây xôn xao, cả hai không còn nhắc về nhau, Bùi Tiến Dũng cũng bỏ theo dõi người đẹp trên Instagram. Sau Đỗ Mỹ Linh, Angela Phương Trinh, Bảo Anh là người đẹp tiếp theo bị nghi ngờ có tình cảm trên mức bạn bè với Bùi Tiến Dũng. Tin đồn rộ lên khi những hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ và quản lý của chàng thủ môn đăng tải. Ngoài ra Bảo Anh cũng thường xuyên tương tác với các nhóm cầu thủ U23, thân thiết nhất là Tiến Dũng. Sau đó, quản lý của Bảo Anh đã lên tiếng về mối quan hệ của cả hai. Theo đó, việc họ xuất hiện chung là do cùng hợp tác trong một quảng cáo. Siêu sao bóng đá sát gái bậc nhất Hàn Quốc. Son Heung-min là ngôi sao bóng đá nổi đình đám trong màu áo của Tottenham. Anh được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay của xứ sở Kim Chi, là gương mặt mới đại diện cho bóng đá châu Á. Không chỉ tài năng nổi tiếng giàu có, Son Heung-min còn sở hữu ngoại hình điển trai, hội tụ tất cả những yếu tố để trở thành người tình trong mộng của các thiếu nữ. Nên chàng cầu thủ 26 tuổi của tuyển Hàn Quốc rất đào hoa. Anh là tay chơi có tiếng tại xứ sở Kim Chi, thường hẹn hò cùng các mỹ nhân, nữ thần tượng xinh đẹp vào quyến rũ,
trong đó hai mối tình trùm beng nhất của Soo Min. Với các người đẹp thuộc nhóm Girl Day, Min A và cựu thành viên của After School, Yoo Sun Yong. Soo Min hẹn hò Min A vào đầu năm 2015, thời điểm đó họ được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, cuộc tình này đã kết thúc chóng vánh bởi lý do cả hai quá bận rộn nên không có thời gian dành cho nhau. Min A là thành viên trụ cột của nhóm nhạc thần tượng Girl Day. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thơ ngây nhưng vóc dáng lại vô cùng gợi cảm. Người đẹp theo đuổi hình tượng quyến rũ nên thường diện các trang phục ngắn và ôm sát để khoe những đường cong hút mắt cùng đôi chân dài miên man. Sau khi chia tay Min A, Soo Hyun Min nhanh chóng rơi vào lưới tình của một người đẹp khác, đó là nữ ca sĩ Yoo Sun Yong. Cựu thành viên của nhóm nhạc After School, cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2016. Soo Yong sinh năm 1986 là người đẹp khá đa tài. Cô là ca sĩ diễn viên người mẫu chuyên nghiệp cho các thương hiệu tạp chí thời trang nổi tiếng. Ở Yoo Sun Yong vừa có nét thơ ngây, vừa có được sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cô sở hữu vóc dáng nóng bỏng ba vòng bốc lửa. Vì chênh lệch nhau tới 6 tuổi nên mối quan hệ giữa Soo Hyun Min và Yoo Sun Yong vướng phải nhiều sự phản đối của gia đình chàng cầu thủ tài năng. Cuối cùng cặp đôi phải chia tay trong năm 2016 vì không chịu được áp lực từ dư luận.